Và chương trình của Thế Giới ngày hôm nay nó cực kỳ là sôi động, nhiều bản tin nó cực kỳ là hấp dẫn mà các quý vị không nên bỏ lỡ. Bản tin của Thế Giới ngày hôm nay mà các quý vị đang chờ đợi. Các quý vị cũng biết là cái vấn đề sức khỏe của Kim Soo Un nó không phải là mới. Nó là cái vấn đề được nhiều người người ta đã lo lắng trong thời gian dài. Vì chúng ta cũng biết mà Kim Soo Un mà mỡ nhiều hơn não. Và bệnh béo phì cũng là một cái bệnh nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là nó làm ra nhiều bệnh khác. Và đặc biệt là Kim Soo Un có một cái cuộc sống nguyên kiểu là hơi sa đọa, ăn nhiều, nhậu nhiều, gái gú nhiều, và cái cuộc sống của Kim Soo Un hút thuốc nhiều, vân vân, làm cho Kim Soo Un vì cái sức khỏe tuy rằng còn rất là trẻ tuổi nhưng sức khỏe của Kim Soo Un mà chúng ta đều thấy mà đã có một thời gian xém một chút xíu nữa là Kim Soo Un đã dần đất xa trời rồi. Gần đây thì Kim Soo Un đã xuất hiện trở lại với sức khỏe khá là ổn định, nhưng bữa nay Nguyên nhận một cái bản tin đến từ Bắc Hàn. Theo nguồn tin cụ thể cho biết là hình như là sức khỏe của Kim Sung đã không ổn rồi. Và người ta cho rằng là ở trong cái giai đoạn nguy kịch. Trong một cái giai đoạn nguy kịch và có thể Kim Sung đang chuẩn bị lót đường cho con gái của mình, đứa con gái nhỏ. Mà đi đâu Kim Sung cũng tự hào và dẫn đi theo trong thời gian vừa qua. Trong những cái buổi họp lớn hay là trong những cái vấn đề mà xuất hiện trên đài truyền hình thì Kim Sung lúc nào cũng đi kèm với con gái của con gái này hết. Theo những nguồn tin cho biết là Kim Soo Un đang chuẩn bị lót đường nếu tình trạng sức khỏe xấu đi và có thể dẫn đến, thí dụ Nguyên nói là không đủ khả năng lãnh đạo, hay là cả Nguyên nói trong cái giai đoạn mình kêu là chết não, thì cái người được chuẩn bị nắm quyền Bắc Hàn chính là cô con gái nhỏ tuổi này. Tất nhiên đây vẫn là cái tin đồn. Trong Nguyên nói ở tại báo chí của Bắc Hàn đó, chúng ta khó thể nào ở đất nước Bắc Hàn chúng ta khó thể nào lấy được cái nguồn tin chính thức. Những tin đồn này từ đâu ra? Đó đến từ nhiều cái quốc gia, thí dụ là Nam Hàn và nhiều quốc gia khác, và họ cho rằng là theo những cái gì mà họ biết được là sức khỏe Kim Soo Un đang bị vấn đề nghiêm trọng. Và hiện bây giờ con gái của Kim Soo Un đang học cách điều hành đất nước, cách làm sao cư xử lời nói giống như là một nhà lãnh tụ, để mà lỡ chuyện gì xảy ra thì con gái sẽ có biết cách làm sao được người ta đào tạo huấn luyện để trở thành lãnh tụ tương lai của Bắc Hàn trong những ngày kế tiếp. Tình trạng của Kim Soo Un không biết như thế nào nhưng vẫn bây giờ vẫn là tin đồn. Và bây giờ tiếp tục những bản tin sôi động khác mà Nguyên muốn cập nhật chia sẻ cùng các quý vị. Nếu mà chúng ta nói bản tin nóng nhất của ngày hôm nay thì chắc là Nguyên phải nói là bản tin của Trung Đông. Lý do mà nó nóng thì các quý vị cũng biết là tình trạng của Trung Đông có thể đang bùng phát cuộc chiến mới, đặc biệt là giữa Do Thái và Liban. Tình trạng nó đang nguy kịch. Sau khi cái chuyến đi của ông Netanyahu về khẩn cấp thì ngày hôm nay phía bên Do Thái đã họp khẩn và chuẩn bị mở ra một cái mặt trận mới. Tình trạng bắt đầu muốn phản công, tấn công vào Liban. Tình trạng hiện bây giờ đang báo động tối đa trong cái vấn đề của Trung Đông. Ngày hôm nay Tổng thống Pháp đã có cái lời nhắn nhủ đến Tổng thống Iran rằng tôi cảnh cáo, Tổng thống Pháp Macron rất là mạnh mẽ, tôi cảnh cáo Iran, khuyên các ông đừng nhúng tay vào vấn đề của Do Thái. Nếu ông các ông làm điều đó, các ông sẽ bị hậu quả đớn đau vô cùng. Thì đây là lời cảnh cáo của Tổng thống Pháp, bởi vì tình trạng của Trung Đông ngày hôm nay nó rất là nguy kịch và đang khó khăn. Các quý vị cũng biết là cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng. Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng nếu mà Do Thái tấn công vào Liban thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể yểm trợ cho lực lượng Hamas hay những lực lượng khác về khí tài quân sự, đến mức độ mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn nhúng tay vào trong cái tình trạng cuộc chiến tranh này. Tình trạng của Trung Đông đang ở trong một cái giai đoạn nguy kịch, Nguyên phải nói là đang ở trong cái giai đoạn nguy kịch. Khó lắm, vấn đề của Trung Đông rất là khó giải quyết khi trong một cái bối cảnh ở Trung Đông nó đang dậy sóng, dậy sóng. Cả luôn Tổng thống Pháp ngày hôm nay đã đe dọa Iran vì sợ Iran sẽ nhúng tay vào. Và sự hiện diện của Iran không khác biệt gì là Trung Đông đã bùng trong chảo lửa. Khi cuộc chiến tranh Ukraine và Nga chưa kết thúc thì Trung Đông gần đây đã bắt đầu sôi động trở lại. Tình trạng Trung Đông đáng lo, đáng theo dõi và đáng chờ đợi trong những ngày kế tiếp tình trạng nó như thế nào. Tất cả đây đều những âm mưu lớn các quý vị. Nguyên nói thật với các quý vị. Các quý vị cũng thấy rõ được là Do Thái đó, họ đánh với Hamas thì cuộc chiến đã sắp sửa kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta đã thấy rõ được là có những cái thế lực nào đó họ không muốn cuộc chiến tranh kết thúc. Họ cứ tấn công vào người dân Do Thái.
Nhưng nó đã dẫn đến Do Thái bắt đầu mở thêm một cuộc chiến mới. Và cái điều đó chúng ta thấy rõ được là có ai đó không muốn cuộc chiến trong Trung Đông nó lắng động lại, và bắt đầu nó đổ dầu vào lửa. Và tình trạng như ngày hôm nay, có thể vài tiếng nữa, vài giờ nữa thì chúng ta sẽ nhận những tin xấu ở khu vực Trung Đông. Hiện bây giờ thì chính thức Do Thái chưa có tấn công, nhưng mà hiện bây giờ là tất cả nguyên thủ quốc gia tại châu Âu và Hoa Kỳ đã kêu gọi người dân của mình rời khỏi Liban ngay lập tức. Thì đây là một cái dấu hiệu rất là xấu ở tại khu vực này. Thế giới ngày hôm nay ở trong một giai đoạn bất an, và đặc biệt là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đã kéo dài đến cái nền kinh tế suy yếu. Bây giờ nếu mà Trung Đông nóng bỏng, nguy hiểm vô cùng, nền kinh tế của chúng ta không thể chịu nổi đâu. Nền kinh tế cả toàn cầu sẽ bị một cú sốc. Nghe nói không là Nguyên đã ngán rồi. Vì các vị cũng biết là thế giới nó sau cơn đại dịch bệnh đó, thì con người chúng ta mới hồi phục được tâm lý một phần nhỏ thôi. Sau đó là chiến tranh nó dẫn đến cái nền kinh tế và chúng ta phải nhức đầu nhức óc và phải đủ vấn đề hết. Và bây giờ thêm trong Trung Đông nữa là mệt lắm, mệt lắm. Vì cái vấn đề của Trung Đông mà nó bùng phát đó, thì có những cái quốc gia họ đang chờ đợi cái thừa hơi đó, cơ hội đó, Bắc Hàn đó, Bắc Hàn đó các vị, đang chờ đợi cái cơ hội là Trung Đông đang nhảy lửa. Trung Quốc nè, Trung Quốc là Bắc Hàn là trong những cái hai cái quốc gia mà đang chờ đợi cái thế giới này nó hỗn loạn càng nhiều càng tốt, đặc biệt là ở tại châu Âu và ở tại Trung Đông. Để làm gì? Để cho lực lượng của Hoa Kỳ và châu Âu bị trói buộc và họ không có đủ khả năng lo về việc Á Châu, mà khi những cái âm mưu Á Châu nó rất là rõ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn và giữa Trung Quốc và Đài Loan. Đây là bản tin khá là đáng lo để chúng ta thấy rõ được là cái sự việc cần phải để ý vấn đề Trung Đông. Trong những ngày kế tiếp, nếu tình trạng Trung Đông xấu hơn thì Nguyên sẽ cập nhật nhiều hơn cho các quý vị. Nguyên sẽ dành một cái chủ đề riêng biệt về Trung Đông nếu mà tình trạng nó xấu hơn ha. Hiện bây giờ thì chúng ta chưa rõ. Nhưng mà nếu tình trạng xấu hơn thì Nguyên sẽ dành nguyên một cái chương trình đặc biệt để nói về vấn đề cuộc giao tranh ở tại Trung Đông. Ngoài ra thì chuyện gì đã xảy ra mà bữa nay ngày hôm nay được nhiều người nổi bật nữa, đó là tại Venezuela. Các quý vị cũng biết rồi đó. Sau cái bầu cử tại Venezuela thì ông tổng thống đã tái đắc cử thêm một lần nữa. Thì hiện bây giờ người dân phản bác là cái bầu cử này là cái bầu cử gian lận ở tại Venezuela. Hiện bây giờ thì người dân Venezuela xuống đường biểu tình, Venezuela đã dậy sóng nữa rồi. Thì cái trường hợp này xảy ra và bây giờ thì chúng ta thấy rõ được là làm lãnh tụ ngày hôm nay nguy hiểm quá các vị ơi. Hiện bây giờ thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy rõ được ai thích chức thích quyền chứ, mà chúng ta thấy rõ là ngày hôm nay đó thế giới nó bất an, bất an. Venezuela đang dậy sóng và nhiều báo chí đang đưa tin rất là nhiều về Venezuela sau khi cái bầu cử, người ta cho rằng là cái bầu cử nó có phần gian lận. Người ta cho là ông Nicolás này dân không có bầu, dân không có bầu đó, nhưng mà ông ta lại thắng áp đảo, thắng áp đảo. Đây là bản tin nho nhỏ mà Nguyên nghĩ là báo chí nào nó cũng đưa chia sẻ với các quý vị rồi. Nhưng bây giờ thì cho Nguyên đưa những bản tin khác mà Nguyên tin chắc là ít có ai chia sẻ. Đó là bản tin mật giữa Do Thái và Pháp. Gần đây nhất thì lãnh sự quán của Do Thái đã điện thoại trực tiếp cho Tổng thống Macron và nói rằng là chúng tôi cảnh cáo, báo động cho đất nước Pháp biết. Theo tình báo của chúng tôi biết được rằng là cái thế vận hội này đã có một cái tổ chức tấn công vào người Do Thái, đặc biệt là những người vận động viên Do Thái đang dự ở tại Paris. Tôi kêu gọi chính phủ Pháp hãy dành ưu tiên đặc biệt để bảo vệ những vận động viên của chúng tôi. Vì chúng tôi đã nhận được thông tin chính xác là đã có một cái nhóm đang nhắm về chúng tôi, tổ chức một cuộc khủng bố và nhắm đặc biệt về những người Do Thái chúng tôi đang dự cái thế vận hội này. Thì các quý vị cũng biết đó, đây là cái bản tin mật. Cái bản tin này được là ngày hôm qua mà Nguyên không có chia sẻ. Cái thế vận hội Olympic nó đã diễn biến ra có thể nói là không được tốt đẹp cho lắm. Bởi vì chúng ta thấy là khởi màn là có sự phá hoại rồi. Thì để chúng ta thấy rõ được là trong cái bối cảnh thế vận hội Olympic, đất nước Pháp đã để cái an ninh tối đa, có thể là tối đa để bảo vệ
Nhưng mà cái mối đe dọa, cái tiềm năng đe dọa nó vẫn có. Cái điều này chính phủ Pháp đã biết trước, chứ không phải là không biết. Nó lý do đó mà chính phủ Pháp đã điều động, nguyên nói cả 100.000, trong đó có 50.000 của cảnh sát và 50.000 của quân đội, để có thể đem lại cái trật tự tối đa và không xảy ra bất cứ một sự điều gì đáng tiếc. Và bây giờ thì cái tình báo của Do Thái đã công bố như vậy, và chính phủ Do Thái đã điện thoại trực tiếp đến sự an ninh và cho Tổng thống Macron. Và có nghĩa là cái sự đe dọa nó có thật, nó có thật, nó có tồn tại thật. Nên là trách nhiệm của Pháp thì phải ngăn chặn tối đa, ngăn chặn tối đa để cho cái điều đó nó không diễn biến ra mà thôi. Cái điều này phải thận trọng các quý vị, thận trọng. Một bản tin đáng buồn cho Anh Quốc và chia buồn cho Anh Quốc là một cuộc khủng bố cầm dao đã xảy ra. Và 11 người đã bị tấn công, trong đó đáng buồn nhất là có nhiều trẻ em, và đã có nhiều trẻ em đã thiệt mạng. Thế giới ngày hôm nay, tôi nói thật với các quý vị, ở đâu cũng có là một cái mối đe dọa hết. Đừng có nghĩ là các quý vị gửi con em, các quý vị đi học là sẽ chắc chắn là an toàn. Thế giới ngày hôm nay Nguyên thấy chỗ nào cũng có người khùng người điên hết. Và cái thực tế là đáng buồn, chia buồn cho Anh Quốc. Đây là cái cuộc tấn công, mục đích gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng mà đây là cái cuộc tấn công, và đặc biệt là họ nhắm vào những cái trẻ em, những người không có đủ khả năng bảo vệ mình ở gần thành phố Liverpool. Thì đây là một cái bản tin khá buồn cho Anh Quốc, mà Nguyên có thể nói là dùng một cái câu là khá buồn. Bữa nay thì những cái tin mà liên quan đến vấn đề nó lạ kỳ và những cái hành động điên cuồng nó rất là nhiều, cô chú và anh chị, nó rất là nhiều. Đó là bản tin của Anh Quốc dành cho cô chú anh chị em nào ở tại châu Âu, chúng ta nhận được. Ngoài liên quan đến Anh Quốc thì cách đây không lâu, vài ngày trước thì Nguyên đã nhận được một cái bản tin, đó là Anh Quốc đã trục xuất 46 người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta ở lậu Anh Quốc rất là nhiều. Các vị cũng biết là mỗi lần người Việt Nam mà những người làm chui ở lậu đó, thì mục đích của họ là muốn đi qua Anh Quốc. Vì có thể là tại Anh Quốc thì họ kiếm dễ được công ăn việc làm nhiều hơn. Và đặc biệt là hiện bây giờ thì lần đầu tiên Anh Quốc đã trục xuất 46 người Việt Nam trở về đất nước Việt. Đây là lần đầu tiên các quý vị, từ đó tới giờ. Đó là những cái bản tin liên quan đến cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở những nước ngoài. Để cho cô chú anh chị em biết những bản tin này thì các quý vị ít cập nhật qua những cái đài khác. Và bây giờ bản tin quan trọng trong diễn đàn và cần thiết chia sẻ và nói lâu sâu hơn một chút xíu, để cụ thể hơn một chút xíu. Khi Trung Quốc đang bắt đầu bành trướng, lớn mạnh ở khu vực Á Châu, chúng ta thấy rõ Trung Quốc bắt đầu đã phô trương sức mạnh và muốn dùng vũ lực để ép những quốc gia khác phải nhượng bộ lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền biển cả. Cái lưỡi bò của Trung Quốc vẫn khẳng định là thuộc về của họ. Tuy rằng gần đây nhất thì Việt Nam đã trình bày lên biên giới của mình cho cả thế giới thấy, biên giới có 200 hải lý cho cả thế giới thấy, nhưng Trung Quốc vẫn khăng khăng rằng là cái điều đó Trung Quốc không thể chấp nhận được. Tất cả biển Đông là thuộc về của Trung Quốc, 99%, Trung Quyên nói. Nó thì hơi quá đáng, khoảng 95% thôi. Thì cái vấn đề biển cả đã trở thành một cái nơi nguy hiểm và nhiều người lo lắng. Thì có một sự việc giữa Mỹ và Nhật Bản đã có một cái buổi họp 2-2. Buổi họp 2-2 là như thế nào? Tại sao người ta đặt tên là buổi họp 2-2? 2-2 là hai bên đại diện cho hai người. Mỹ đại diện cho hai người, Nhật Bản đại diện cho hai người. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2-2. Tại sao có cái buổi họp 2-2 diễn biến ra? Đặc biệt là đây là cái sự đề nghị của Nhật Bản muốn đối tác cùng với Hoa Kỳ, với cái tình trạng hiện bây giờ nó đang ở nguy kịch, cái giai đoạn nguy kịch về tình trạng ở tại khu vực Á Châu chúng ta. Khi thế giới đang hỗn loạn thì Trung Quốc đang hoành hành. Vì Trung Quốc đang chờ đợi cái thời cơ thế giới hỗn loạn để Trung Quốc có thể thực thi những cái yêu sách của mình ở tại những bờ biển, đặc biệt cả luôn đảo Đài Loan. Và cái điều này thì Nhật Bản đã báo động đỏ và cho rằng cái tình hình rất là nguy hiểm. Trong tương lai Á Châu có thể xung đột chiến tranh. Lần đầu tiên Nhật Bản đã ký hợp đồng với Hoa Kỳ, nâng cái đối tác sau 70 năm ngoại giao. Đây là lần đầu tiên cái đối tác ngoại giao giữa kinh tế cả luôn quân sự đến cao nhất chưa bao giờ có trong lịch sử.
sau 70 năm. Các quý vị, có nghĩa là hiện bây giờ cái sự hiện diện của lực lượng của Mỹ sẽ có thể hiện diện ở tại Nhật Bản. Chưa bao giờ có điều đó. Cái sự hiện diện quy mô lớn, Mỹ sẽ mở ra một cái mà kêu là một cái hậu cần tác chiến, chiến lược ở tại Nhật, để phối hợp với Nhật Bản về yểm trợ vào nhiều lĩnh vực, vì trong đó có công nghệ, đào tạo, huấn luyện, vân vân và vân vân. Hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để giữ được cái sự thăng bằng trật tự mà Trung Quốc đang gây hấn. Có thể nói là một cái bước đi mới của Hoa Kỳ, một cái bước đi mới và chủ Nhật Bản. Họ đã xây dựng một cái văn phòng tác chiến, một văn phòng hậu cần, một cái điều mà để cho họ chuẩn bị những cái kịch bản tồi tệ xấu nhất. Cái lý do Nhật Bản họ lo lắng, tại vì không phải lo lắng Trung Quốc không, họ còn lo lắng Nga nữa. Vì các vị nhìn lại cái bản đồ thì giữa Nga và Nhật Bản nó xích gần lại nhau, nó rất là gần. Và hiện bây giờ Nhật Bản thì họ đang cho rằng là cái tình trạng, cái bối cảnh ngày hôm nay Nhật Bản đang ở trong một cái mối bị đe dọa. Bị đe dọa. Và Nhật Bản cần thiết phải cần có củng cố phòng thủ mạnh liệt hơn. Và cái điều đó Nhật Bản không còn cách đường nào khác ngoài phải dựa dẫm vào Hoa Kỳ. Vì hiện bây giờ trên thế giới này chỉ có sức mạnh Hoa Kỳ mới có đủ khả năng ngăn chặn Trung Quốc và Nga mà thôi. Đó là cái điều mà Nhật Bản đang làm sau 70 năm ban giao với Hoa Kỳ, là một cái bước đi mới các quý vị. Bước đi mới. Và cái này thì cái sự hiện diện của hải quân của Mỹ, lực lượng không quân của Mỹ, nó sẽ thường xuyên ở tại Nhật Bản hơn. Và cái điều này nó không tránh khỏi trong tương lai đâu. Trong nguyên nói tình trạng của Trung Đông đang bùng phát thì Á Châu chúng ta nó đang sôi động. Nên là cái hành động của Nhật Bản nguyên nói là cái hành động thông minh. Vì hiện bây giờ một mình Nhật Bản không thể nào ứng phó được với hai cái thế lực Nga và Trung Quốc được hết. Chưa nói là Bắc Triều Tiên nữa. Nên là cái điều mà Nhật Bản đang làm từ đối với Nguyên là cái điều mà họ đánh giá Nguyên thấy là kịp lúc, kịp thời. Cái nhận định của họ rất là xuất sắc. Nên đối với Nguyên, cái vấn đề mà họ đang làm như thế này đó có thể sẽ gặp nhiều cái sự trở ngại với ban giao với Trung Quốc trong tương lai, hay với Nga hay nhiều quốc gia khác. Nhưng cái hành động này sẽ bảo đảm đất nước của họ sẽ bị không bị xâm lược một cách dễ dàng. Khi lúc đó chúng ta nhìn lại cái diện tích của Nhật Bản nó không có lớn. Nó không có lớn. Đó là cái điều cần phải bảo vệ ngay bây giờ. Đó là cái điều cần thiết. Vậy là Mỹ sẽ có một cái căn cứ nữa ở tại Nhật Bản trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì người ta kêu là một cái văn phòng tác chiến. Nhưng cái văn phòng đó, đối với Nguyên, nó cũng là một cái căn cứ quân sự mà Mỹ sẽ đóng đô ở tại Nhật và sẽ triển khai với tất cả những khí tài quân sự có thể. Cái điều này cũng có nghĩa là lực lượng của Mỹ ngày hôm nay sắp sửa bao vây hoàn toàn đất nước Nga. Có nghĩa là sườn nào cũng có lực lượng của Mỹ hết. Sườn nào cũng có lực lượng của Mỹ cả. Chắc là ông Nga, Putin sẽ không hài lòng. Chắc là Putin sẽ không hài lòng. Nguyên nghĩ là Putin sẽ nổi cơn điên khi biết được là giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đã ký với nhau với cái sự việc mà đối tác về vấn đề quân sự nâng cao tối đa. Thì Nguyên nghĩ là đây là một cái sự việc mà Nguyên nghĩ là Nga không hài lòng đâu. Đây là bản tin mà Nguyên thấy hấp dẫn nhất về cái vấn đề khu vực Á Châu chúng ta mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Tại vì tin bữa nay nó khá nhiều, nó khá đa dạng. Nói về Nhật Bản ngày hôm nay thì cũng chia buồn cho người Nhật Bản. Vì người Nhật, người Nam Hàn họ thích ăn lương lắm các quý vị. Lương là cái món họ rất là thích ăn. Và không biết lý do gì mà số lượng người ngộ độc đã tử vong với lương tới 130 người. Thì chúng ta đều biết là lương thì đúng ra nó không có độc. Ở bên Nhật Bản thì nó có những con cá nục á, con cá nục biển đó, nó có độc đó. Là cái món ăn mà có thể nói là nguy hiểm nhất, cái độc của nó. Nhưng mà lương thì đâu có độc đâu. Mà không biết là sao mà ăn lương tới ngộ độc tới 130 người mà tử vong. Thì đây là một cái điều mà nó lạ kỳ, đặc biệt là cho Nguyên đã đến nước Nhật rồi. Cách đây không lâu Nguyên cũng ghé thăm nước Nhật. Về vấn đề y tế vệ sinh thì Nguyên phải nói là nước Nhật nó rất là cao. Về vệ sinh thực phẩm đó, nước Nhật nó rất là cao. Người ta vệ sinh lắm. Ý thức trong những cái tiệm búa vệ sinh rất là cao. Đặc biệt là lương thì người ta không có ăn sống, người ta ăn chín. Phần lớn là người ta ăn chín, lương là ăn chín, không ăn sống. Nguyên không biết nguyên nhân lý do nào nó dẫn đến ngộ độc nữa. Nhưng mà đây là một cái bản tin nó được lan tỏa ngày hôm nay trên tờ báo của Nhật Bản.
không biết Lương có đọc hay không, mà Nguyên nghĩ là Lương không có đọc, các quý vị Nguyên cũng không có gành cái điều đó, nên các quý vị nào biết Lương có đọc không Nguyên không có rõ nha. Nguyên cũng không có gành ẩm thực cho lắm về vấn đề Lương, mà Nguyên nghĩ Lương không có đọc đâu. Mà sao mà để ăn sao mà tới ngộ độc mà chết cái số lượng nhiều người như vậy? Đây cũng là một vấn đề mà mình thấy nó đáng buồn. Bữa nay tin buồn nhiều lắm, lỡ đất ở tại Ấn Độ chết 60 mấy người. Vừa qua Trung Quốc cũng vậy, nhiều lắm. Nói chung chung là những cái vị mà kêu là cái dấu hiệu, cả Việt Nam mình cũng động đất quá trời động đất luôn. Việt Nam mà động đất trời tới mấy chục lần luôn. Thì nhiều khi Nguyên nói là ông trời ông có gửi chúng ta một cái tín hiệu nào đó. Thế giới ngày hôm nay Nguyên cảm giác là nó có một cái dấu hiệu nào đó, nó rất là xấu các vị ạ. Nó có một cái tín hiệu nào đó, nó để chúng ta cảm nhận được là thế giới ngày hôm nay ông trời ông muốn gửi cho con người chúng ta biết, ê tụi bay phải thay đổi. Nếu không đó, mà chúng ta thấy được là có nhiều cái dấu hiệu rất là xấu trong thời gian vừa đây ở khắp nơi trên thế giới. Mà nói đâu xa xôi, nhìn lại Việt Nam chúng ta đi, chúng ta đã xảy ra nhiều vấn đề tai nạn, nhiều vấn đề trên đất nước lãnh thổ của mình, huống chi những quốc gia khác. Nên là Nguyên chỉ có thấy là có những cái dấu hiệu khá xấu đi. Liên quan đến Nhật Bản thì cho Nguyên cập những cái bản tin nhỏ về vấn đề ngộ độc thực phẩm. Các quý vị biết là ít có khi nào trong diễn đàn của Nguyên cập những bản tin này, là bởi vì Nguyên đang nói về vấn đề của Nhật Bản thì Nguyên kèm cái bản tin này theo trong cái bờ báo mà Nguyên đọc ngày hôm nay. Và bây giờ, chuyện gì thì chuyện, nhưng chuyện của Hoa Kỳ cũng là chuyện quan trọng nhất. Cho Nguyên nói nha, thế giới như thế nào thì Hoa Kỳ vẫn là cái nơi tâm điểm, vì chính trị của Mỹ vẫn là sẽ tầm ảnh hưởng nhất, đặc biệt là bầu cử của Mỹ vào tháng 11 sắp tới đây, nó sẽ ảnh hưởng cả toàn cầu. Và người ta kêu là cái cuộc đua vào tàu bạch ốc năm nay nó sẽ khác biệt hơn những tour từng năm khác, và hàng loạt những âm mưu chính trị nó sẽ được thực thi trong những tháng kế tiếp, đặc biệt là sự giật dây của Trung Quốc, giật dây của Nga, giật dây của châu Âu đó. Nên là hiện bây giờ có thể nói là đất nước Mỹ là cái quốc gia mà hàng tỷ ánh mắt đang nhắm nhìn. Gần đây nhất thì cái chuyện gì nổi bật tại Mỹ, đó là Tổng thống Joe muốn đưa ra một cái đạo luật để hạn chế cái thời gian giữ quyền lực tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện, các quý vị cũng biết là theo hiến pháp của Mỹ, tối cao pháp viện là vĩnh viễn, tới ngày ngẫm cù tỏi thôi, tới ngày ngẫm cù tỏi thôi, chứ mà không có giới hạn. Thì đây là cái hiến trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì bây giờ Tổng thống Joe bỗng nhiên một ngày đẹp trời sắp sửa hết nhiệm kỳ của mình rồi, Tổng thống Joe còn vài tháng nữa, thì ông ta lại muốn hạn chế cái thời gian tối cao pháp viện. Cái lý do mà ông ta muốn hạn chế thời gian tối cao pháp viện đã bởi vì trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta biết là đã phía bên cánh hữu đó chiếm ưu thế nhiều hơn là phía bên cánh tả trên tối cao pháp viện. Trong Nguyên nói tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là quyền lực tối đa của đất nước Mỹ, các quý vị phải nhớ điều đó. Mọi sự việc tranh chấp không giải quyết được của đất nước Mỹ sẽ được tối cao pháp viện phán xét, là cái phán xét cuối cùng. Mà khi đã phán xét rồi sẽ không còn có cách nào thay đổi được nữa hết. Các quý vị có bất cứ một sự tranh cãi nào liên quan đến pháp lý và đến tối cao pháp viện là cái quyền lực tối đa, và nhiều vấn đề được tối cao pháp viện xử lý. Thì ngày hôm nay thì Tổng thống Joe đã có ý định hạn chế thời gian nắm quyền tối cao pháp viện, chứ không phải là vĩnh viễn. Thì cá nhân của Nguyên thì Nguyên quan ninh cái điều đó. Nguyên biết là nhiều cô chú anh chị em đảng Cộng Hòa sẽ không quan ninh, nhưng mà đối với Nguyên thì quan ninh cái điều đó. Vì có nhiều ông bà già quá trời già rồi. Già, Nguyên nói thực tế với các quý vị là già gần chết rồi, nhưng mà vẫn không chịu nhường chức cho người khác. Đi còn không nổi nữa, nằm trong bệnh viện nhiều hơn là nằm ở trong văn phòng làm việc, nhưng mà không nhường chức là không nhường chức. Không nghỉ hưu là không nghỉ hưu, bởi vì cái là vĩnh viễn mà. Chừng nào họ tự nhường chức thôi, còn nếu không họ còn sống là không ai thay thế được. Đối với Nguyên cái đó nó cũng hơi kỳ. Cái đó nó cũng không có được. Vì sức khỏe chúng ta phải làm việc, chúng ta lãnh lương, chúng ta làm việc, chúng ta có trách nhiệm, chúng ta là cái nơi mà kêu phải nói là cái nơi mà thực thi pháp lực cao nhất của đất nước, quyền lực tối đa của đất nước. Mà sức khỏe chúng ta lại yếu,
cứ bệnh lên bệnh xuống, quên trước quên sau, mà bây giờ đi làm chánh án sao được. Nó đối với Nguyên nghĩ rằng là phải cho một thời hạn, và đặc biệt là cho thêm cái lứa tuổi nữa, một cái lứa tuổi nào đó thì hãy nên nhường chức lại, cái lứa tuổi nào đó cũng phải nên nhường chức lại, các quý vị thấy đúng không? Chứ bây giờ cho là ok đây là vĩnh viễn, rồi nằm đó mấy ổng không chịu nhường chức, nói chuyện còn không ra hơi, hay là bà nào đó mà cũng không chịu nhường chức thì sao? Cái điều đó mà Nguyên thấy nó hơi kỳ kỳ đó. Cái đó là nhiều khi cái hiến pháp Nguyên thấy nó cần có một sự thay đổi. Nó cần có một sự thay đổi. Vì không phải là hiến pháp nào mình cũng cho là nó đúng đâu. Nguyên thấy nó phải có một cái giới hạn nào đó. Cái giới hạn thời gian và cái giới hạn tuổi tác. Chứ bây giờ cứ mà không vô hạn, lỡ sống tới 100 tuổi rồi mà lúc đó nằm ở bệnh viện thì sao? Nên đối với Nguyên đâu phải là cái gì mà của bác Dô đề nghị ra Nguyên cũng phản bác. Cái nào đúng thì Nguyên nói đúng. Nguyên chỉ có thấy là cái đề nghị này nó thật nên làm. Nó nên làm, nó cho một cái giới hạn. Thí dụ là 5 năm, 10 năm, 20 năm cũng được. Thí dụ mà nói thí dụ như vậy. Ít ra nó có một cái giới hạn. Và cái tuổi tác. À ok, 85 tuổi là không được làm nữa. Bầu người khác. Thì như vậy á, nó sẽ phù hợp hơn với cái khả năng sức khỏe để mà có thể điều hành, đặc biệt là vấn đề pháp lý, là cái vấn đề nó phải cần bộ nhớ rất là nhiều. Có vấn đề pháp lý phải cần bộ nhớ rất là nhiều. Tuổi tác chúng ta lớn rồi, cái phản xạ và bộ nhớ của chúng ta nó cũng không có tốt. Cái đề nghị của bác Rô nó cũng hợp lý mà thôi. Nó hợp lý. Liên quan đến bầu cử của Hoa Kỳ thì chính thức là phó tổng thống Kamala Harris sẽ là đại diện cho dân chủ. Đây là chính thức rồi, nó không còn cái gì là mập mờ nữa, là chính thức. Phó tổng thống sẽ là người đại diện để đối đầu với bác Trump nhà ta trong những cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc trong những ngày kế tiếp. Đây là một cái cuộc đua khá là gay cứng. Quý không hiểu là nước, cô chú anh chị em, nước Mỹ có sẵn sàng đón tiếp nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử chưa? Đặc biệt là người phó tổng thống ngày hôm nay. Các quý vị, người Mỹ có ai sẵn sàng đón tiếp nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử chưa? Ai sẵn sàng cho Nguyên số 1? Trong diễn đàn của chúng ta có ai đang sẵn sàng đón tiếp nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử không? Chắc là Nguyên nghĩ là trong diễn đàn chúng ta không ai thích. Mấy cô chú anh chị em nói số 1, Nguyên không biết là mấy bác có phải ở Mỹ không? Hay là mấy bác, cái mục đích của mấy bác là vô trong này chỉ có muốn phản bác với Nguyên thôi. Bây giờ mấy bác cho số 1, có nghĩa là mấy bác đang ủng hộ bà phó tổng thống. Nguyên có chấp nhận cái điều đó. Vì đối với Nguyên á, ai cũng có quyền ủng hộ người khác mình yêu mến hết. Vì người nào cũng có người mình yêu mến mà mình lựa chọn hết. Vậy thì cho các quý vị nói cho Nguyên biết lý do và nguyên nhân bà phó tổng thống có cái gì đặc biệt mà để cho các quý vị ủng hộ. Đó, các quý vị có thể viết cho Nguyên một cái câu từ nào nó ngắn gọn không? Thí dụ là đẹp nè, dễ thương nè, tài giỏi gì đó, một cái chữ nào đừng có viết dài quá, Nguyên đọc không có kịp, màn hình nó chạy lẹ lắm. Các quý vị viết dài quá là cái vừa Nguyên chưa đọc hết thì cái chữ khác nó chạy lên nè. Cười hả? Bả đẹp hả? Bả cười hả? Ai vậy là các quý vị mê cái nụ cười chứ gì? Khoái cái nụ cười cái gì? Khoái cái nụ cười mà có 102 chứ gì? À, thì đó cũng được. Vì nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Mà nhiều khi bả lúc nào bả cũng cười. Mày kêu bà trước nói cười trước khi nói, và nói xong bà cười, hay là nói giữa chừng bà cũng cười. Nói chung chung là cái nụ cười thì với cái khuôn mặt bà nó dính liền với nhau. Còn có duyên hay không là tùy theo cái quan điểm của mọi người. Dạ. Nhưng mà bà cười đúng, đúng bà cười. À thích cái nụ cười chứ gì? Mê cái sắc đẹp chứ gì? Sắc đẹp mặn mà đúng không? Ok, vậy thì Nguyên cũng hiểu, đó là cái gu của các quý vị. Ai cũng có cái sở thích riêng các quý vị. Ai cũng có sở thích riêng. Thì đó là cái ru, mỗi người một cái ru. Nguyên có nhiều người người ta nói thôi em nó đẹp quá, mà Nguyên nhìn nó trời trời nó đẹp chỗ nào trời, mà nhìn sao vậy? Đó cái gu của mọi người thôi, mình không thể nói được. Mỗi người ai cũng có sở thích riêng cả, nên là thôi chấp nhận chịu. Mấy bác bấm số 1 nếu mà cho là đánh giá về nụ cười là Nguyên chịu được. Ok. Nói chung thì bà phó tổng thống sẽ là người tranh cử trực tiếp với bác Trump trong những ngày kế tiếp, đặc biệt là trong cái buổi tranh cãi vào tháng 9, hay mình kêu là tranh luận mới đúng hơn, mà đối với Nguyên nó chẳng có gì tranh luận cả, là tranh cãi đúng hơn là tranh luận. Thì chúng ta sẽ xem coi ai sẽ là người đi đến tòa Bạch Ốc.
Nếu là bà phó tổng thống, đây là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử, cũng có nghĩa là đất nước Mỹ có một cái trang lịch sử mới. Nếu là cựu tổng thống Trump đã quay trở lại, thì nguyên nói thực tế với các quý vị, đất nước Mỹ sẽ nhiều sóng gió lắm. Nhiều sóng gió lắm. Và bà phó tổng thống quay trở lại thì cũng có sóng gió như thường. Nên nói chung là đất nước Mỹ ngày hôm nay lo lắng nhất nó không phải là kẻ địch ở ngoài, và nội bộ trong đất nước Mỹ. Nên làm cho Nguyên nhớ cái bài nói của ông tổng thống của Hoa Kỳ. Ông ta nói là kẻ địch của đất nước Mỹ nó không có gì đáng sợ ngoài hết á. Sợ nhất là trong, ở trong. Đó là cái điều nước nước Mỹ ngày hôm nay về chính quyền kêu là nội bộ chính trị đó, nó rất là nguy kịch. Nguyên mong muốn rằng là người Mỹ họ phải có một cái nhận thức rằng là đừng để anh em đau lòng và kẻ thù vui mừng. Nếu mà họ không nhận định cái điều đó và họ không bỏ qua cái sự đảng phái và ngồi lại cùng nhau, thì có những cái thế lực khác đang chờ đợi đất nước Mỹ hỗn loạn. Trong đó có Trung Quốc, trong đó có Nga và có nhiều quốc gia khác. Chắc chắn có Việt Nam nữa. Chắc chắn là có mấy ông Việt Nam nữa đang chờ đợi cái điều đó. Thì đối với Nguyên nó phải nhớ cái điều đó. Đừng để anh em đau, rồi người khác kẻ thù lại vui mừng. Thì cái điều đất nước Mỹ Nguyên không nói nhiều, bởi vì thực tế trong cái bối cảnh chính trị Mỹ ngày hôm nay nó rất là phức tạp. Kịch bản nào nó cũng không, Nguyên không cảm giác nha. Kịch bản nào ai lên làm tổng thống trong tương lai nó cũng mệt mỏi lắm. Nó thực tế luôn. Thứ nhất là trong một cái giai đoạn là nền kinh tế đang suy yếu, chiến tranh khắp nơi ở bùng phát. Chiến tranh ở chỗ nào nó cũng không có chỗ nào tốt đẹp cả. Và cái sự đoàn kết của hai đảng lớn, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, nó quá rạn nứt. Và tình trạng nó có thể dẫn ra nhiều phía cạnh xấu, đặc biệt là nhiều thế lực quá giật dây chính trị trong ngày hôm nay. Đã có quá nhiều thế lực đang nhúng tay vào đất nước Hoa Kỳ. Nên là cái điều này Nguyên thấy nó cực kỳ là xấu cho đất nước Mỹ. Tất nhiên là Nguyên không thích nói nhiều, vì có nhiều thứ mình không nên nói bây giờ các quý vị. Mình nhiều thứ mình không nói bây giờ, mình phải chờ đợi. Đối với Nguyên là cái bầu cử này nó không đơn giản như vậy, nó còn nhiều sóng gió. Tuy là cái thời gian nó đang cận kề, nó đang cận kề. Bây giờ chưa đến 100 ngày, cái bầu cử nó sắp đến. Nhưng mà đối với Nguyên, cái cuộc sóng gió nó càng lớn với thời gian kéo dài, nó càng lớn hơn thời gian kéo dài. Nên là cho Nguyên khuyên các cô chú anh chị em ở Mỹ hãy thận trọng, bình tâm. Hãy nhớ là hãy bình tâm. Dù kịch bản nó như thế nào, kết quả nó ra sao trong cuộc bầu cử, cũng hãy nên bình tĩnh. Vì cái kịch bản ngày hôm nay nó rất là xấu. Đảng Dân Chủ sẽ dùng 1001 biện pháp để ngăn chặn bắt Trump quay trở lại. 1001 biện pháp, chứ không phải là một biện pháp. Và những cái biện pháp họ làm đó, các quý vị sẽ không chấp nhận. Và khi bắt Trump dù có Nguyên nói đắc cử đi nữa, thì Đảng Dân Chủ cũng chưa chắc là thừa nhận. Và cả ngược lại cũng vậy. Nguyên chỉ nói cả ngược lại cũng vậy. Nếu là phó tổng thống đắc cử thì chưa chắc Đảng Cộng Hòa thừa nhận. Năm nay là cái năm bầu cử phiền phức nhất mà Nguyên đó tới giờ. Nguyên cảm giác nó phiền hơn cách đây 4 năm về trước nữa. Nguyên thấy nó phức tạp hơn 4 năm về trước nữa. Thôi, cho Nguyên mạn phép nói đến đây thôi. Về những cái vấn đề tương lai, chúng ta không dám nói quá nhiều. Vì tương lai không ai chắc chắn 100% hết. Tương lai là con số ẩn, nó có thể thay đổi không ngừng. Và chúng ta có suy luận theo một khía cạnh nhưng không thể nào chính xác được. Thì cho Nguyên mạn phép ngừng ở tại cái nơi vừa đủ là được. Và bây giờ một bản tin buồn cho Campuchia. Đó là trực thăng chiến đấu của Campuchia đã rơi. Không biết nguyên nhân và lý do. Hai phi công đã thiệt mạng. Thì đây là một cái bản tin hiếm hoi. Các vị cũng biết là đối với những cái quốc gia nhỏ như vậy là một chiếc trực thăng chiến đấu đó, nó rất là quan trọng. Nó là rất là quan trọng. Và khi nó bị rơi như vậy đó là một sự thiệt hại lớn. Một sự thiệt hại lớn cho đất nước Campuchia, đặc biệt là những quốc gia nhỏ. Đây là cũng thêm một cái bản tin buồn. Còn cái kênh đào Phù Nam Tikcho của Campuchia thì cũng đang khởi hành. Cái thời gian khởi hành nó còn sớm hơn dự định nữa. Thì chúng ta đã thấy được cái sự quyết tâm của Campuchia, được sự ủng hộ của Trung Quốc, là cái kênh Phù Nam Tikcho sẽ không bao giờ bị ngăn chặn và sẽ được. Và chúng ta cũng thấy rõ được là khả năng ngoại giao của Việt Nam không đủ ngăn chặn cái công trình này. Nên đây cũng là một cái đề tài mà trong tương lai Nguyên sẽ theo dõi sát và Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị. Các quý vị nhớ dành thời gian để mà nghiên cứu và tìm hiểu về cái kênh đào Phù Nam Tikcho trong tương lai. Đó là bản tin nho nhỏ về Campuchia. Và bây giờ
Nguyên dành một bản tin vui vui một chút xíu để cuối chương trình. Bữa nay Nguyên đưa tin lẹ là bởi vì có rất là nhiều bản tin mà nó thực tế là Nguyên đưa không cách nào hết hết. Vì có nhiều bản tin đã khá là gây sốc và nhiều bản tin mà thôi. Nguyên dành cái bản tin cuối cùng vui vui, nho nhỏ dành cho tất cả cô chú anh chị em ở khắp nơi trên thế giới. Bởi vì các vị cũng biết là Nguyên mới vừa đi Tây Ban Nha cách đây vài ngày chứ tôi mới nhớ Nguyên đi Tây Ban Nha cách đây vài ngày. Tây Ban Nha là một cái quốc gia là Nguyên thường xuyên đi du lịch. Lý do nó vui nhộn, khí hậu ấm áp, vật giá nó cũng rẻ. Bởi vì đất nước Tây Ban Nha là cái quốc gia nó có cái khí hậu khá là ấm áp và người dân Tây Ban Nha cũng khá là cởi mở. Nên là người ta rất là thích khách du lịch ồ ạt đến, đặc biệt là khách châu Âu. Rồi người Hoa Kỳ cũng vậy, hay là người những quốc gia khác cũng thường xuyên đến Tây Ban Nha mà chúng ta đều biết. Gần đây nhất thì đất nước Tây Ban Nha đã đưa ra một đạo lực. Nếu ai đó tắm biển mà có đi tè ở dưới biển mà bị phát hiện là bị phạt 750 euro. Adu, ghê chưa? Và cái điều này nó rất là thường xuyên xảy ra chúng ta khi chúng ta tắm biển. À, vì thứ nhất là nhiều khi mắc quá, rồi vấn đề lên bờ nó lâu quá, lên bờ lâu quá thì chúng ta lại thấy xung quanh không có ai hết, là chúng ta lại có những hành động nào đó. Các vị biết rồi. Bây giờ nếu mà bắt được quả tang thì sẽ bị phạt 750. Mà Nguyên làm sao họ biết được? Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ hoài à. Bản tin báo đưa ngày hôm nay mà Nguyên gãi đầu, sao biết được ta, hay gì? Đang tắm biển mà, sao biết được? Chuyện đó sao biết? Nguyên nói thì với các quý vị, nhiều khi có những cái đạo lực nó đưa ra mà Nguyên cũng phải gãi đầu. Cái lý do mà cái ông thị trưởng mà ổng là đưa ra cái đạo lực này và ổng trình bày trên chính phủ của Tây Ban Nha, vì ổng nói đó, cái số lượng mà người đã làm cái điều đó đó trên bãi biển nó quá nhiều. Vì người đi biển khách du lịch đó với người địa phương nó quá nhiều và họ đã làm cho ô nhiễm môi trường và sinh thái ở đó đã chết sạch. Ghê thiệt. Đúng là nó chết sạch là đúng rồi. Chết sạch. Nên ổng bắt buộc phải đưa ra một cái đạo lực để cấm người ta làm cái hành vi đó. Đó, ở bờ biển. Đó, ổng nói vậy đó, bây giờ cái môi sinh ở khu vực này của ổng nó đã bị hao mòn. Cái này là từ một cái tỉnh, ổng trình bày lên chính phủ. Ổng trình bày lên chính phủ, ổng xin mà ổng, địa phương ổng có quyền đặt cái đó. Địa phương ổng đặt cái đó. Ổng đặt cái đạo lực ở địa phương khu vực ổng rồi. Ổng trình bày lên chính phủ ngày hôm nay, nên là cái báo chí nó mới đưa. Ổng nói bây giờ tôi muốn là toàn quốc phải làm như vậy. Vì cái vấn đề môi trường, vấn đề khách du lịch quá đông. À, và cái hành động của nó quá thường xuyên đó. Bây giờ đo cái lòng đổ nước biển nó có lại có chất đó. Bây giờ môi trường nó như vậy không được. Mà Nguyên cũng không biết là sao ổng biết được hay thế. Ông này ổng canh hay gì, ông có thị trưởng này dám, ổng canh lắm, ổng tối ngày ổng đi lặn biển hay gì đó, dám người ta tắm mà ổng đi lặn hay gì đó, ổng biết hết rồi sao phạt được, Nguyên cũng chẳng hiểu được. Nhưng nói chung chung là đây là một cái đạo lực lạ kỳ mà Nguyên thấy cần thiết phải chia sẻ cho các quý vị, vì thường xuyên chúng ta thường xuyên đi Tây Ban Nha du lịch và các quý vị cũng thường xuyên đi tắm biển ở tại Tây Ban Nha. Nên là cái điều này thì cũng cần thiết phải cập nhật để cho các quý vị đừng phạm lực. Tốn gần cả 800 đô la đó, 750 euro là 800 đô la đó. À, 800 đô la. Nói chung chung là có nhiều chuyện mà chúng ta không tin được các cô chú anh chị em. Ở trên đời này có nhiều cái vấn đề mà chúng ta không thể hình dung ra được. À, chúng ta không có hình dung ra được nhưng mà nó là thật. Nó là thật. À, chứ không phải là một sự bịa đặt nào cả. Đó là những bản tin nó có thật. Mà nhiều khi mà chúng ta nghe để chúng ta biết trên thế giới là nó có vấn đề này, vấn đề kia. Tất nhiên là qua cái sự trình bày của Nguyên nó có một cái tánh máu hài ước ở cuối chương trình cho các quý vị có một cái nụ cười. Đặc biệt là tin xấu ngày hôm nay nó quá nhiều. Tin xấu nhiều lắm. À, còn đó là bản tin liên quan đến Tây Ban Nha. Còn bản tin cuối cùng dành cho chương trình ngày hôm nay đó là cái chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ghé qua bên Ấn Độ ngày hôm nay, ở Ấn Độ vài ngày. À, thì đây là cái cuộc mời của phía bên ngoại giao của Ấn Độ đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm để vấn đề ngoại giao đối tác. Thì đối với Nguyên á, cái sự gần gũi của Ấn Độ và Việt Nam là cần thiết. Thực tế cái tiềm năng phát triển của Ấn Độ nó rất là lớn. Nó rất là lớn, không thua về Trung Quốc đâu.
Và trong tương lai thì Ấn Độ là một cái quốc gia nó có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là cái dân số đông của Ấn Độ đến 1 tỷ tư, đó là một cái thị trường mà có thể nói là rất là béo bở cho người Việt Nam mình. Khi lúc đó Ấn Độ đó, Ấn Độ của chú anh em có biết là đất nước Ấn Độ đó là cái quốc gia họ đang tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc. Và cái thị trường này mà nếu Việt Nam chúng ta xâm nhập được, thời đó tới giờ Việt Nam chúng ta chưa xâm nhập được. Và nếu Việt Nam chúng ta xâm nhập một cách rộng rãi, về Ấn Độ Nguyên cũng mới vừa đi cách đây vài tháng về trước, thì Nguyên cũng thấy rõ được là Việt Nam chúng ta còn chưa có xâm nhập vào cái thị trường Ấn Độ. Và nếu chúng ta xâm nhập vào cái thị trường rộng rãi của Ấn Độ, thì đây là một cái cơ hội phát triển về vấn đề kinh tế của Việt Nam. Và đặc biệt là gần gũi Ấn Độ, nó có thể nói là nó sẽ là thăng bằng cái vấn đề kinh tế ngoại giao mà giảm bớt đi cái lệ thuộc của Trung Quốc. Rồi cái điều đó với Nguyên, bang giao với Ấn Độ đều là cái vấn đề càng tốt mà thôi. Đây là bản tin cuối cùng của Việt Nam mà Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn đã lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị em nhiều. Tạm biệt, Nguyên sẽ hẹn lại ngày mai. Hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, đủ gần để một bàn tay tìm một bàn tay, đủ gần để một nhịp tim nghe một nhịp tim. Xin em hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, gần để đôi mắt tôi nhìn vào đôi mắt em, đủ gần để ta nhìn sâu vào linh hồn nhau, đủ gần để khi ta nói lên hai tiếng đồng bào, ta có thể thấy giọt nước mắt ngọt ngào trên khóe mắt của nhau. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn, gần hơn, đủ gần để chúng ta không còn sợ hãi, để biết rằng chúng ta không lẻ loi, để biết rằng chúng ta không yếu hèn như chúng ta đã tưởng, như chúng ta đã. Để đôi mắt tôi dù khép lại mãi mãi vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng trong thế giới tôi ước mơ, thế giới ta ước mơ. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta, ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Không bắt chúng phải chết thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống được khi chúng
ta còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để chúng ta thành một biển người, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn. Hãy đứng cùng tôi.